Điện bàn tổ chức phiên chợ không đồng hỗ trợ những hoàn cảnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Quản lý thị trường Quảng Nam tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đối với mặt hàng thịt heo. Phản ánh việc đẩy nhanh chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Reuters đánh giá Việt Nam ứng phó với dịch Covid-19 thành công. Đó là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình thông tin ngày mới hôm nay, thứ Bảy ngày 2 tháng 5 năm 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2020, Quốc tế Lao động ngày 1 tháng 5 và chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam, ngày 4 tháng 5 1945, ngày 4 tháng 5 2020. Tại huyện Núi Thành, Thượng tá Mai Kim Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến dâng hương tưởng nhớ các đồng chí đội du kích Vũ Hùng, đơn vị vũ trang đầu tiên của tỉnh, tiền thân của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam ngày nay. Trực tiếp đến từng nhà của đồng chí đội trưởng Nguyễn Ngọc Tân và các đồng chí đội viên đội du kích Vũ Hùng thắp nén hương thơm, tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh. Thượng tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, đồng thời khẳng định cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh ngày nay luôn ghi nhớ công lao to lớn của các đồng chí trong đội du kích Vũ Hùng, nguyện ra sức phấn đấu, tiếp bước truyền thống cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh. Dịp này, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã thăm hỏi sức khỏe và tặng quà cho gia đình thân nhân các đồng chí trong đội du kích Vũ Hùng và các đồng chí lãnh đạo chỉ huy qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng quê hương, tổng trị giá các phần quà là 30 triệu đồng. Tại thị xã Điện Bàn, Ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc vừa tổ chức chương trình phiên chợ không đồng, chương trình nhằm hỗ trợ giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sau một buổi tổ chức chương trình, đã có 150 người dân đến phiên chợ và nhận 150 phần quà tặng gồm gạo, gia vị, thực phẩm. Hơn một tháng qua, dưới sự chủ trì của Ban công tác mặt trận khối phố, các chi hội, đoàn thể của khối phố đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, bà con xa quê đóng góp ủng hộ cùng với nguồn quỹ hoạt động của các đoàn thể đã huy động được số tiền 22 triệu đồng, 300 kg gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm vật dụng gia đình khác. Thời gian qua, khối phố Cẩm Sa đã tổ chức nhiều hoạt động như may và phát miễn phí 1.000 khẩu trang cho nhân dân, thăm tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn phòng chống dịch bệnh, đặt bồn rửa tay sát khuẩn tại các điểm chợ. Chương trình phiên chợ không đồng đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng rất lớn từ người dân địa phương. Cục Quản lý Thị trường Quảng Nam vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm về đầu cơ găm hàng, định giá bất hợp lý đối với mặt hàng thịt heo. Theo đó, Cục Quản lý Thị trường Quảng Nam đề nghị các đội quản lý thị trường trực thuộc thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt tình hình thị trường, diễn biến cung cầu, giá bán các mặt hàng thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo để xây dựng phương án kiểm tra, chủ động phối hợp với các ngành chức năng liên quan tại địa phương, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, cơ sở kinh doanh, đầu mối, buôn bán lẻ, chợ, siêu thị, nhằm kiểm soát nguồn cung giá mua giá bán bất hợp lý đối với mặt hàng thịt heo. Cục Quản lý Thị trường Quảng Nam cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển kinh doanh heo và thịt heo không rõ nguồn gốc hoặc chưa qua kiểm dịch và không tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm giữ được nguồn cung trong nước, vừa tránh tình trạng lây lan dịch bệnh trên gia súc. Mở cửa trở lại sau một thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, dù xác định chỉ có khách nội địa và không thu vé tham quan và kỳ nghỉ kéo dài tới 4 ngày, song các địa điểm đến trên địa bàn tỉnh vẫn thưa thớt. Hai ngày nghỉ đầu tiên dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, du khách đến đô thị cổ Hội An thưa thớt. Nhiều hàng quán tại đây hoạt động cầm chừng hoặc đóng cửa do không có khách. Ghi nhận thực tế thì phần lớn khách đến từ các địa phương lân cận và cũng không có nhu cầu tham quan tại các di tích. Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết, dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, địa phương quyết định mở cửa đón khách tham quan miễn phí khu phố cổ cùng một số địa điểm tham quan như di tích Chùa Cầu, Chùa Ông. Theo những hộ kinh doanh tại khu vực 1, sau khi Hội An mở cửa đón du khách trở lại, lượng người đến đây vẫn còn rất ít, nên hầu hết các cửa hàng dịch vụ gần như chỉ mở cửa cho có không khí, dù chỉ có rất ít hàng quán mở cửa.
Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2020, 4 tháng qua, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các đơn vị địa phương triển khai trồng rừng, tăng cường công tác quản lý bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là những khu vực rừng phòng hộ giáp ranh, khu vực có nguy cơ cao. Với hơn 130 hectare tăng thêm so với cùng kỳ năm ngoái, diện tích rừng trồng tập trung 4 tháng qua đã đạt 3.030 hectare, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt trên 3,3 triệu cây, tăng gần 3%, tương ứng với mức tăng thêm 84.000 cây. Sản lượng gỗ khai thác thời gian này được thống kê đạt trên 313.000 mét khối, tăng hơn 6%, tương ứng với con số trên 18.000 mét khối. Trong khi đó, lượng khai thác củi giảm. Hiện tại, thời tiết bắt đầu vào mùa khô hạn nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Trước nguy cơ tiềm ẩn cháy rừng, nhiều địa phương đã tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, phân công trực theo dõi phòng cháy chữa cháy rừng, đo đếm số liệu khí tượng tại các trạm quan trắc để cung cấp thông tin dự báo cháy rừng cho các địa phương, đơn vị, chủ rừng và nhân dân biết nhằm chủ động thực hiện. Thông tin được cập nhật thường xuyên kể cả trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Thưa quý vị, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc cắt giảm quy mô khiến lao động mất việc tăng ca. Lúc này, chính sách bảo hiểm thất nghiệp là một trong những cứu cánh của người lao động. Thời gian vừa qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời cho những lao động mất việc được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Dịch COVID-19 khiến nhiều người thất nghiệp, trong đó có những giáo viên trường tư thục như chị Hoàng Thùy Trang. Gắn bó với một trường mầm non tư thục ở thành phố Tam Kỳ gần 2 năm nay, nhưng dịch COVID-19 khiến chị Trang phải nghỉ việc. Trong lúc chờ đợi công việc mới, chị đã đăng ký làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Quảng Nam. Dịch COVID-19 mình phải nghỉ việc một thời gian rất là dài, nên là sau khi đi làm lại là học trò cũng ít hơn mà. Nên là các cô được nghỉ, các cô phải nghỉ chấm dứt hợp đồng. Bản thân em thì cũng không, dù ở trường có trợ cấp nhưng mà cũng không có đủ để mình sinh hoạt. Nên mình phải đi làm cái bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp là một chính sách nhằm hỗ trợ cho người lao động cũng như doanh nghiệp trong cái lúc mà khó khăn, đặc biệt là trong cái tình hình dịch bệnh hiện nay. Đối với tỉnh Quảng Nam thì đã triển khai từ năm 2010 việc chi trả. Thì trong tình hình vừa qua thì với dịch bệnh COVID-19 thì nhiều doanh nghiệp cũng đã ngừng sản xuất, giảm quy mô. Vì vậy cái số lượng lao động nó tăng lên rất là nhiều. Theo thống kê chưa đầy đủ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Quảng Nam, từ ngày 1 đến ngày 24 tháng 4 năm 2020, Trung tâm đã tiếp nhận gần 3.000 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số lượng tăng gần gấp 3 lần so với bình thường khi chưa xảy ra dịch COVID-19. Dù số lao động đến làm thủ tục khá đông, tuy nhiên, đơn vị đã khắc phục khó khăn về nhân lực, giải quyết kịp thời chế độ cho người lao động. Bên cạnh đó, triển khai và đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Từ khi có dịch thì trung tâm đã xây dựng phương án thực hiện, thứ nhất là rửa tay bằng xà phòng, những cái chất sát khuẩn khô, và trung tâm cũng đã phun thuốc hàng nói chung định kỳ 2-3 ngày, 2 ngày lần. Để cho bảo đảm đó. Ngoài ra, trung tâm cũng giữ cái giãn cách giữa người lao động và người lao động, đảm bảo là khoảng cách 2 mét, và thực hiện rất là kỹ về khi sau cái tiếp xúc xong thì một cái số tiếp xúc với lao động hoặc là hồ sơ thì trung tâm cũng đã khử khuẩn hồ sơ cũng như rửa tay cho đối với cán bộ lao động. Có 3 điều kiện để người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Thứ nhất, đóng đủ 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp trong vòng 24 tháng đối với hợp đồng dài hạn. Đối với hợp đồng lao động dưới 1 năm thì phải đóng đủ 12 tháng trong vòng 36 tháng. Thứ hai, nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm trong vòng 3 tháng kể từ ngày nghỉ việc. Thứ ba, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp được giải quyết kịp thời trong bối cảnh hiện nay, giúp người lao động phần nào giảm bớt khó khăn trong những ngày tìm kiếm công việc mới. Thưa quý vị, hiện nay nhiều người dân ở Hội An và huyện Duy Xuyên rất phấn khởi khi công trình cầu Cẩm Kim kiên cố bắc qua sông Thu Bồn đang được đẩy nhanh tiến độ sắp hoàn thành. Mơ ước bao đời về một cây cầu kiên cố rộng mở để các xe ô tô có thể qua xã Cẩm Kim, Duy Xuyên đang dần thành hiện thực. Từ vài tháng nay, nhiều người dân hai bên sông Thu Bồn, địa phận Hội An thường tụ tập quan sát trò chuyện khi các đơn vị triển khai thi công cầu nối đôi bờ Cẩm Kim, Chim Tây, Thanh Hà.
công trình bắc qua sông Thu Bồn trên quốc lộ 14H thuộc dự án tín dụng ngành giao thông vận tải cải tạo mạng lưới giao thông quốc gia lần 2. Đây là dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tài trợ. Đối với cư dân phường Thanh Hà, việc xây cầu kiên cố như thế này rất có ý nghĩa. Nhiều người kỳ vọng sẽ mở ra một tuyến giao thông gần gũi sang phía nam Hội An và tạo cơ hội để làng gốm Nam Diêu cũng như nhiều hộ dân ở Thanh Hà phát triển kinh tế. Thi công con cầu Cẩm Kim, nói chung là người dân của phường Thanh Hòa và Tim Tai, Tim Đông, nói chung của thị xã Hội An rất là phấn khởi. Trong quá trình thi công thì nói chung là thể hiện cái đội quân rất là đông và làm cả thăm đêm nữa. Anh em bà con rất là vui mừng, tổ cho cái bờ Nam Bắc có một cái con cầu để thông thương, cũng là một phần làm cho cái lượng du khách nó đến cái làng gốm Thanh Hòa nhiều hơn. Nói chung là người dân rất là phấn khởi. Dù trước đó xã Cẩm Kim đã được đầu tư 32 tỷ đồng để xây dựng cầu dân sinh nối liền đôi bờ sông Thu Bồn sang phía Cẩm Phô, thành phố Hội An, nhưng cây cầu sắt này nhỏ hẹp, chỉ có thể đi xe đạp và xe máy. Các phương tiện ô tô tải trọng lớn không thể đi qua, nên chưa thể thúc đẩy quá việc phát triển kinh tế cho xã Cẩm Kim và một số địa bàn ở huyện Duy Xuyên. Khi biết tuyến cầu Cẩm Kim nối từ Chim Tây qua phường Thanh Hà đang được xây dựng bê tông kiên cố, nhiều người dân xã Cẩm Kim, đặc biệt là những người buôn bán kinh doanh, du lịch dịch vụ, có phương tiện vận tải bằng ô tô rất vui mừng. Khi trước chúng tôi vận chuyển hàng hóa từ Hội An về Cẩm Kim là rất xa, vì đi quần lên quốc lộ 1A và về tới Cẩm Kim đã hơn 20 cây số. Nay làm cầu mới thì nó rút gọn được còn khoảng 2-3 cây là về, nó là một điều rất thuận lợi cho anh em chúng tôi. Công trình gồm 15 nhịp, bề ngang rộng 12m, tổng chiều dài 1026m, trong đó chiều dài cầu 738m. Đường hai đầu cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, với tổng vốn 238 tỷ đồng, đảm bảo cho các phương tiện giao thông đường bộ qua lại thuận tiện. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trường Sơn đã tập hợp toàn bộ máy móc và nhân lực con người thi công ngay bá cá, phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát thi công ngay và đêm để đảm bảo tiến độ của dự án. Hiện nay, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Cẩm Kim với mục tiêu hoàn thành kịp thông xe trước ngày 31 tháng 5, đảm bảo tiến độ kết thúc hiệp định của dự án do tổ chức JICA tài trợ giải ngân. Như vậy, khi hoàn thành công trình, đây sẽ là cây cầu thứ hai mở đường giao thông qua sông kết nối bên này Hội An với xã Cẩm Kim và khu vực Chim Tây Điện Bàn. Không chỉ mở rộng mạng lưới giao thông quốc gia, cây cầu này sẽ mang đến cơ hội cho người dân trong khu vực phát triển kinh tế năng động hơn trong những năm đến. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về một số kiến nghị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, Thủ tướng đồng ý tạm dừng mua sắm thuốc điều trị cho tình huống 10.000 người nhiễm COVID-19. Các địa phương cần có cơ số dự phòng thuốc được điều trị phục vụ phòng chống dịch. Trường hợp khó khăn, báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo. Thủ tướng Chính phủ giao Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ động quyết định một số đơn vị chưa đủ năng lực xét nghiệm hoặc có quá nhiều mẫu cần xét nghiệm được đặt hàng các đơn vị y tế khác có đủ năng lực, cả công lập và tư nhân, để thực hiện việc xét nghiệm COVID-19 đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Thưa quý vị, mặc dù hơn 3 tuần qua, thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận ca mắc mới nào, tuy nhiên tình hình dịch COVID-19 tại thành phố vẫn đang diễn biến phức tạp khi có 3 ca tái nhiễm sau khi đã ra viện, đồng thời thành phố chuẩn bị đón một đợt mới người từ nước ngoài trở về, dự kiến tới hàng ngàn người. Do vậy, công tác tiếp nhận, giám sát, cách ly người về từ vùng dịch luôn trong trạng thái sẵn sàng. Từ cuối tháng 4 và trong tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đón khoảng 2.000 người từ nước ngoài trở về, gồm cả du học sinh, người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh. Thành phố đã chỉ đạo triển khai các giải pháp chặn nguồn nguy cơ lây nhiễm ngay từ sớm. Các lực lượng chức năng tại tuyến đầu sân bay Tân Sơn Nhất đã tăng cường các kiếp trực, đảm bảo giám sát tình hình chặt chẽ 24/24 giờ. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm và nghiệp vụ để kiểm soát đúng và không để lọt đối tượng, phân luồng, bố trí và các khách về sao cho nó hợp lý, khoa học để không tránh ùn tắc.
giám sát chặt từ khi người nhập cảnh xuống sân bay, đưa về khu cách ly tập trung để theo dõi trong thời gian theo đúng quy định là điều thành phố xác định để ngăn chặn nguy cơ từ đầu. Thành phố phải chuẩn bị 4.000 chỗ để cách ly tập trung đợt này. Mặc dù phải trả lại ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nơi từng tiếp nhận gần 5.000 người cách ly đợt trước do sinh viên đi học trở lại, nhưng thành phố đã chuẩn bị các khu cách ly tập trung, quận, huyện, bệnh viện dã chiến. Tại cơ sở của mình đã thực hiện cách ly là khoảng 300 người với cơ sở vật chất, trang thiết bị đã chuẩn bị đầy đủ để tiếp đón. Các khu cách ly tập trung tại bệnh viện dã chiến Củ Chi, trường quân sự thành phố tại Cần Giờ, Nhà Bè, quận 7 được dọn dẹp và sắp xếp lại sau đợt cách ly trước, đồng thời được bố trí trang thiết bị, nhân lực chu đáo hơn. Ngành y tế cũng tăng cường công tác giám sát y tế tại khu cách ly, chặn nguồn nguy cơ lây nhiễm vòng 2. Ngăn ngừa cái sự lây nhiễm chéo ở trong những người trong các khu cách ly cũng như đến với người phục vụ. Cái này rất là quan trọng. Như chúng tôi nói là chúng ta sẽ tiến hành giám sát xét nghiệm thay vì là 2 lần thì chúng ta sẽ làm 4 lần. Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng đón nhận đợt mới người về từ nước ngoài. Mọi biện pháp từ hậu cần cũng như chăm sóc y tế cho người cách ly được đảm bảo. Lúc này, cần nhất là sự hợp tác chia sẻ của người từ nước ngoài trở về phải thực hiện cách ly tập trung theo đúng quy định để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cộng đồng. Thông tin từ Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết sản lượng vận chuyển hàng không bắt đầu có dấu hiệu phục hồi sau khi Việt Nam nới lỏng giãn cách xã hội. Các chuyến bay nội địa tiếp tục được phép tăng tần suất. Sân bay Nội Bài ghi nhận các chuyến bay nội địa đã tăng một cách đáng kể trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Theo đó, sản lượng chuyến bay trung bình những ngày cận kề dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 đã đạt hơn 180 lượt chuyến, so với ngày thấp điểm hồi đầu tháng 4 chỉ có 37 lượt chuyến vào ngày 6 tháng 4. Sản lượng hành khách đã đạt hơn 15.000 lượt khách, trong khi ngày thấp nhất chỉ có hơn 1.000 khách vào ngày 3 tháng 4. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, sân bay Nội Bài tiếp tục tăng cường hàng loạt các biện pháp như trực điều hành duy trì 24/24 giờ để xử lý kịp thời mọi vấn đề phát sinh, đảm bảo vệ sinh dịch tễ, phun khử khuẩn định kỳ tại nhà ga, đảm bảo khách giữ khoảng cách an toàn tại các khu vực làm thủ tục hàng không. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến cuối tháng 4 năm 2020, đã có 17.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Trong đó, tháng 4 là tháng có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất so với số lượng lên đến hơn 3.800 doanh nghiệp, tăng 11,3% so với tháng trước. Ngoài ra, số doanh nghiệp thành lập mới cũng được ghi nhận lên đến 37.600 doanh nghiệp. Điều này cho thấy tín hiệu tích cực của nền kinh tế, một bộ phận doanh nghiệp đang tái khởi động để chuẩn bị đón cơ hội kinh doanh mới khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Theo nhiều doanh nghiệp, lo ngại nhất trong bối cảnh hiện nay là tình trạng thiếu hụt nguyên liệu nhập khẩu đầu vào phục vụ sản xuất, khiến nhiều ngành công nghiệp có chỉ số tăng trưởng rất thấp so với cùng kỳ năm trước. Những ngành sản xuất vẫn duy trì được đà tăng trưởng mạnh, tập trung vào những sản phẩm phục vụ cho hoạt động chống dịch bệnh, ngành sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế, giấy và sản phẩm từ giấy, hóa chất. Thưa quý vị, 10 năm trước, chính phủ đầu tư gần 3.500 tỷ đồng xây dựng cầu cửa đại bắc qua sông Thu Bồn, phá thế cô lập vùng Đông Quảng Nam. Hiện nay, tỉnh tiếp tục đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng để đầu tư kéo dài 67 km nối liền đô thị cổ Hội An qua cầu cửa đại đến sân bay Chu Lai. Gần 20.000 hộ gia đình ở vùng ven biển của tỉnh đã và đang được sắp xếp lại thông qua việc xây dựng các khu đô thị, khu tái định cư tập trung. Nhờ quy hoạch bài bản sắp xếp lại dân cư ven biển để giảm nhẹ thiên tai, sự hình thành của chuỗi đô thị chạy dọc ven biển Quảng Nam đã thay đổi cơ bản diện mạo đời sống người dân vùng cát bao đời khốn khó. Nay đổi thay đã lan đến khu vực phía đông nam đô thị tỉnh Lệ Tam Kỳ. Không lâu nữa sẽ hình thành chuỗi đô thị, một hy vọng thay đổi căn bản cuộc sống nông thôn gắn với những ao tôm lấy đi của người dân biết bao mồ hôi và nước mắt với bao rủi ro luôn rình rập. Suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các gói thầu dọc tuyến dự án đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai được kéo giãn khoảng cách thi công, song công việc cũng không vì vậy mà giảm tiến độ. Gói thầu số 1 do nhà thầu công ty cổ phần Đạt Phương thi công hiện đã hoàn thành 90% khối lượng. Việc hoàn thành gần như toàn bộ phần kết cấu chính ngay trong thời điểm dịch bệnh và thực hiện lệnh giãn cách xã hội đã cho thấy nỗ lực và quyết tâm cao của lực lượng lao động công ty. Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, công ty cũng vận động toàn công trường chỉ nghỉ tại chỗ ngày 1 tháng 5. Thời gian còn lại tranh thủ đẩy nhanh tiến độ để tiếp tục triển khai khớp nối đường dẫn hai đầu cầu. Trong đợt dịch vừa rồi thì bản thân công ty cũng rất là xác định cũng phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người. Và ngay công ty cũng
chỉ đạo xuống ban điều hành công trường là đảm bảo về công tác khoảng cách cũng như là khẩu trang bảo hộ cho anh em đầy đủ và vẫn đảm bảo thi công và giãn cách và mình là tăng ca làm đêm rồi là tăng ca ngày để mình giãn khoảng cách ra nhưng mà vẫn đảm bảo tiến độ để trong cái đăng ký với chủ đầu tư để công trình ra chào mừng đại hội đảng thì đến ngay như ngày lễ 34 một năm thì công trường cũng như là công ty chỉ đạo anh em nghỉ tại chỗ chỉ ngày 1 thôi. Chiều ngày 1 và đến ngày tiếp theo là bắt đầu triển khai như bình thường và đáp ứng được tiến độ và sẽ sớm đưa công trình và hoàn thành để có thể nối kết nối hai bờ sông và để đảm bảo giao thông cho bà con đi lại. Anh em đây công trình thì vẫn cố gắng hết mình để cho hoàn thành kịp tiến độ. Còn ngày quốc tế lao động ngày 1 tháng 5 thì anh em nghỉ ngày. Còn ngày 30 thì anh em vẫn tiếp tục hoàn thiện những cái bước còn lại trên công trình để cho công trình đẩy nhanh được tiến độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ủy ban dân tỉnh Lạng Sơn. Từ khi đường ven biển hay còn gọi là đường 129 nay là đường Võ Chí Công mở ra, giai đoạn 1 chạy dọc từ vùng giáp ranh với Đà Nẵng đến dốc Diên Hồng thuộc địa bàn xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ đưa vào khai thác. Hàng loạt dự án về khu dân cư, công nghiệp, du lịch cao cấp thành hình. Để khơi thông liên hoàn trục đường 129, tháng 12 năm 2018, dự án giai đoạn 2 chính thức được khởi động với tên gọi đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai, kết nối thông suốt hành lang giao thông ven biển từ Đà Nẵng qua Hội An đến sân bay Chu Lai và nối tiếp vào Dung Quốc của tỉnh Quảng Ngãi. Tuyến đường đóng vai trò rất quan trọng trong định hướng phát triển du lịch dịch vụ công nghiệp của khu kinh tế mở Chu Lai hiện đang vào giai đoạn nước rút. Không khí trên công trường cũng mang lại khí thế, niềm hy vọng cho một cuộc thay đổi lớn của những địa phương vùng Đông Nam Quảng Nam. Trước này vẫn loay hoay với việc trồng cây gì, nuôi con gì. Đường 129 này là mở ra cho Tâm Hòa một cái trang sử mới đối với lại cái Tâm Hòa. Liên kết được các xã ở Tâm Tiến rồi liên kết với lại Đà Nẵng rất là nhanh. Đáp ứng được cái nhu cầu nguyện vọng của nhân dân và phục vụ cho cái phát triển kinh tế. Cùng với các tuyến kết nối với trung tâm tỉnh lỵ Tam Kỳ như đường Điện Biên Phủ, tuyến nối từ đường Điện Biên Phủ đến giáp quốc lộ 40B, tuyến nối đường 129 xuống quảng trường biển Tam Thanh. Khoảng tháng 9 tới đây, giai đoạn 2 đường 129 mở ra hướng đi mới về sắp xếp lại dân cư, đẩy nhanh đô thị hóa và tiếp cận với các đầu mối giao thông quan trọng khác. Đây cũng là trục tuyến quan trọng nhằm mở rộng tăng cường khả năng liên kết phát triển vùng. Cơ hội đổi thay cho khu vực ven biển ngày càng mạnh mẽ đã trở thành động lực cho toàn công trường, vượt dịch, làm việc cả trong kỳ nghỉ lễ lớn của đất nước. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với một câu chuyện thế giới hôm nay. Thưa quý vị, hãng tin Reuters của Anh có bài viết đánh giá cao cách ứng phó đại dịch COVID-19 của chính phủ Việt Nam. Theo bài viết, đất nước Việt Nam với 96 triệu dân đang chứng tỏ sự thành công trong cuộc chiến, đang khiến nhiều quốc gia khác giàu có hơn và phát triển hơn phải chật vật. Tính đến thời điểm hiện tại, số ca mắc COVID-19 ở Việt Nam là tương đối thấp, chỉ 270 trường hợp, trong khi không có số ca tử vong. Điều này đặt cơ sở vững chắc cho Việt Nam có thể khôi phục nền kinh tế mau chóng hơn so với hầu hết các quốc gia còn lại. Các chuyên gia y tế nhận định, Việt Nam có được thành công như hiện nay trong cuộc chiến chống COVID-19 là nhờ vào các biện pháp nhanh chóng và quyết liệt ngay từ đầu, như hạn chế khách du lịch nhập cảnh, đưa hàng chục nghìn người vào diện cách ly theo dõi sức khỏe, tiến hành xét nghiệm y tế cộng đồng. Bài viết dẫn nhận định của chuyên gia thuộc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ cho biết, những biện pháp này nghe qua thì rất dễ dàng, nhưng trên thực tế lại rất khó thực hiện, nhưng chính phủ Việt Nam đã rất thành công. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền liên bang sẽ không gia hạn các hướng dẫn về giãn cách xã hội khi các quy định này hết hạn vào ngày 30 tháng 4, bất chấp việc một số chuyên gia cảnh báo giãn cách xã hội trên diện rộng vẫn là biện pháp có hiệu quả để phòng chống dịch COVID-19 cho đến khi có vaccine. Trong tuyên bố ngày 29 tháng 4, ông Trump bày tỏ mong muốn đưa nền kinh tế nước Mỹ trở lại tình trạng trước khi đại dịch bùng nổ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ phải đợi cho đến khi virus biến mất và ông tin tưởng điều đó sẽ xảy ra. Cũng trong tuyên bố này, ông Trump thông báo bắt đầu khôi phục lịch trình của mình và sẽ có chuyến đi tới bang Arizona vào tuần tới. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết chuyến đi sẽ tập trung vào những nỗ lực khôi phục kinh tế mà không phải chiến dịch vận động tranh cử. Theo ông, hiện tại còn quá sớm để cho phép diễn ra các sự kiện tập trung đông người.
Khi bạn đã 84 tuổi và được yêu cầu ở nhà trong những ngày dịch COVID-19 lây lan, thì bạn nên làm gì? Với cụ bà người Ý Nerina Tamanti thì chính là mở một lớp dạy nấu ăn trực tuyến để lan tỏa năng lượng sống lành mạnh, cũng như giúp mọi người thưởng thức pasta nhà làm với công thức gia truyền của mình. Cụ bà Tamanti từng có lớp dạy làm pasta, song đã phải đóng cửa do dịch COVID-19 lây lan tại Italy. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của cháu gái, cô giáo 84 tuổi giờ vẫn lên lớp thường xuyên với học viên trên khắp thế giới. Bà cho biết cảm thấy thật tuyệt khi được giao tiếp với mọi người khi phải ở nhà vào mùa dịch. Luân tay nhào bột, cán bột và các sợi mì, bà cùng cháu gái còn trò chuyện và vui đùa với các học viên, những người cũng phải ở nhà do dịch bệnh. Không chỉ lan tỏa năng lượng sống, bà Tamanti còn gửi pasta bà làm sau mỗi buổi dạy cho các tổ chức nhân đạo để chuyển đến những người cần. Với những ưu thế nổi trội, xe khách đường dài là lựa chọn phổ biến của nhiều người dân châu Âu nếu muốn di chuyển qua các nước trong khu vực. Với ưu việt của thị thực Schengen như sự xóa nhòa biên giới, khoảng cách địa lý và cắt bỏ nhiều loại thuế, việc di chuyển bằng xe khách đường dài ban đêm trở nên tiện lợi hơn rất nhiều. Ngoài ra, chi phí rẻ hơn hẳn so với các phương tiện khác như máy bay, tàu điện. Vì vậy, xe khách đường dài là lựa chọn phổ biến của nhiều người dân. Hiện tại có rất nhiều hãng xe khách phục vụ các tuyến đường dài. Oribus của SNCF là doanh nghiệp đường sắt nhà nước, Icelines, Megabus, Flixbus hay hãng Aerolines Lauder. Các hãng này đã có mặt trên 250 tuyến đường khác nhau, đi qua một loạt các nước châu Âu với hơn 700 địa điểm đón trả khách. Di chuyển qua nhiều nước mất hàng chục tiếng và chạy suốt đêm, nên để tạo sự thoải mái cho hành khách, các hãng xe đều cung cấp đầy đủ dịch vụ thiết yếu như Wi-Fi miễn phí, cổng sạc pin, dịch vụ đặt vé online qua app và đặc biệt là dịch vụ chăm sóc khách hàng. Ở những quốc gia tham gia Hiệp ước Schengen hay còn gọi là Hiệp ước về đi lại tự do một số nước châu Âu, hầu hết các bến đỗ xe đường dài đều nằm gần ga đường sắt hoặc nằm trong trung tâm thành phố và được quy hoạch, phân luồng xe theo trình tự, không làm ảnh hưởng đến giao thông công cộng, mà vẫn cho phép hành khách di chuyển tiện lợi đến các khu vực khác. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin thế giới hôm nay. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với tình hình dự báo thời tiết ngày hôm nay. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 94%, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 92%, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 58 đến 92%, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 94%, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, độ ẩm từ 62 đến 96%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 94%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi, ngày nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 94%, gió nhẹ.
Đến đây thì thời lượng của chương trình Thông tin Ngày Mới cũng đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thông tin Ngày Mới số tiếp theo.